Vâng, xin chào các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Chủ đề ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là chủ đề rất là thú vị và nó có ích cho những cái người làm kinh doanh và chủ doanh nghiệp lại đang thuê mặt bằng, quý vị. Và chủ đề ngày hôm nay tôi chia sẻ với bạn là làm thế nào để có thể đàm phán được với căn hộ cho thuê hoặc là chủ của cái văn phòng mà bạn cho thuê, để làm sao để họ có thể giúp cho bạn vượt qua được cái đại dịch Covid này bằng cách là down xuống giá thuê là 30 hoặc 50%, thậm chí là trong thời gian một vài tháng không có lấy tiền mặt bằng thuê của bạn. Thì đây là một cái nghệ thuật đàm phán mà giúp cho chủ doanh nghiệp, giúp cho những cái người mà làm kinh doanh có được kỹ năng này, bạn sẽ tiết giảm được rất lớn chi phí trong cái thời điểm Covid-19 này. Và với kinh nghiệm là cái người đã đàm phán thành công trong cái thương vụ vừa rồi, tôi đã giúp được tiết giảm chi phí của công ty xuống là khoảng gần 10 triệu đồng hàng tháng, các vị. Thì tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này, đó là tôi có thuê một căn hộ ở bên khu vực Vinhome Central Park để mà làm công ty. Nhưng mà thời điểm Covid-19 này thì diễn ra khá là khốc liệt và không lường trước được, và tôi đã phải ra một quyết định, đó là chuyển thể toàn bộ nhân viên làm việc online 100% và giao việc qua phần mềm online và chat giao việc nội bộ. Và khi mà như vậy thì tôi sẽ phải nếu như tôi trả lại mặt bằng thì tôi sẽ bị mất 2 tháng tiền cọc đến 3 tháng, và như vậy thì đó là khoản tài chính rất là lớn. Vậy thì làm thế nào để có thể được duy trì được cái công ty khi mà hoạt động trở lại, khi mà dịch xong và quay trở lại làm việc để không phải thuê lại mặt bằng? Thì tôi đã ra một quyết định, đó là tôi dùng một cái chiến lược ngày hôm nay tôi giúp cho quý vị làm điều đó. Và cái chiến lược này gồm 3 bước. Đã xác định mục tiêu đầu tiên trước, đó là bước 1, đó là giúp cho mình tiết giảm được chi phí thuê mặt bằng xuống là 30-50%. Đầu tiên phải có con số trong đầu là tiết giảm khoảng 30 đến bao nhiêu ạ? 50%. Đó là bước đầu tiên. Hãy nhớ mình ở vai trò là người đi thuê mặt bằng, là chủ công ty, hoặc là người làm kinh doanh, hoặc là cái người đang buôn bán nhỏ lẻ, đang thuê mặt bằng chủ nhà, thì đây là một trong những chiến lược rất là hiệu quả và tôi ứng dụng rất thành công. Và chiến lược sau khi đặt mục tiêu là muốn giảm bao nhiêu phần trăm rồi, thì tôi lên một kế hoạch thứ hai, đó là tôi dùng chiến lược gọi là baby cry, tức là chiến lược gọi là một cái người mà biết năn nỉ, biết khóc, biết than. Thì cái chiến lược này tôi ứng dụng như thế nào để tôi nói cho quý vị nghe. Rồi tôi gọi điện cho chủ nhà, tôi nói là tình hình dịch bệnh như vậy và chính phủ đang cách ly xã hội 15 ngày và có thể kéo dài hơn, và tình hình dịch thì diễn biến nó rất là phức tạp, và như vậy thì có thể hoạt động kinh doanh sẽ đình trệ và rất khó khăn. Và chị là cái người hiểu biết, anh chị là những người hiểu biết, những người biết được chính sách và xã hội bây giờ rất là khó khăn như vậy. Và chính phủ cũng đang mục tiêu là không có phát triển kinh tế mà dập dịch. Vậy thì em muốn anh chị thực sự đồng cảm cho em cái việc này. Và tôi năn nỉ rất là nhiều cái lý do khó khăn ABC, khó khăn này, khó khăn kia, không có doanh thu, mất cân đối thu chi mà vẫn phải trả cho chi phí về nhân viên, bảo hiểm, chi phí mặt bằng, và thực sự rất là gánh nặng. Và nếu như em mà bị phá sản thì chị sẽ phải tìm người nguồn thuê khác. Như vậy thì chị phải mất thời gian và mất đi chi phí. Vậy thì bây giờ để cho hai bên thông cảm cho nhau, cùng nhau gồng gánh qua cái đại dịch này, thì tôi đã năn nỉ với chủ nhà, tôi trình bày lý do tôi năn nỉ và tôi nói là cố gắng giúp đỡ tôi trong cái đợt này. Và tôi lấy lý do là cứ như đại gia như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Starbucks Coffee House hay là Highland Coffee, những cái đại gia lớn như vậy thì họ vẫn đàm phán với chủ nhà, đó là làm thế nào để tiết giảm được họ là 30-50%, và nhiều lúc họ còn cứng là nếu như không giảm thì có thể là kết thúc hợp đồng thuê. Thì tôi lấy rất nhiều dẫn chứng bên ngoài, đó là rất nhiều cái đơn vị họ đã giảm cho những cái người đi thuê trong thời điểm hiện nay. Và em mong rằng anh chị chủ nhà cũng biết điều đó và thông cảm cho em điều đó. Và thực sự nếu như anh chị giúp em đợt này thì em rất là cảm ơn, và có thể giúp cho em vượt qua được sự khó khăn tài chính này và em tiếp tục phát triển công ty. Vậy thì em vẫn giữ cái hợp đồng thuê của anh chị thời gian vài năm tiếp theo. Anh chị vẫn có dòng tiền dài hạn, anh chị sẽ không phải tìm khách, chị chủ nhà sẽ không phải trả tiền môi giới. Rất là nhiều cái giá trị dành cho chủ nhà. Nhưng mà một mặt đó tôi cũng nói được cái nỗi thống khổ của cái người chủ doanh nghiệp như tôi, đi phải chi phí rất lớn trong thời điểm mà không có doanh thu và mất cân đối về thu chi hiện nay. Các bạn biết không, câu trả lời là chủ nhà rất là khôn ngoan. Họ không có nói rằng tôi được giảm bao nhiêu phần trăm liền trong cái lần đàm phán đầu tiên đâu. Họ không làm điều đó. Bạn biết không, họ nói rằng tôi suy nghĩ đã. Và họ bắt đầu họp, họ bắt đầu bàn tán với gia đình,
họ bắt đầu họp gia đình lại, và cái thời gian để họ đưa ra quyết định đó là mất khoảng 3 đến 7 ngày quý vị ạ. Và mình trong thời gian đó bạn phải rất kiên nhẫn, bạn đừng có gọi điện vồ vập mỗi ngày, bạn đừng có thể hiện là mặc dù mình rất cần, mình năn nỉ, mình rất cần ở thế là năn nỉ và xin xỏ, nhưng mà mình cũng biết là họ phải ra một quyết định, đó là cắt giảm cái số tiền mà họ nhận được mỗi một tháng. Bạn biết không, nếu như căn nhà đó của họ, họ phải dùng ngân hàng thì họ cũng phải bỏ tiền túi ra trả ngân hàng, đúng không? Những cái căn nhà mà thực sự không phải trả tiền ngân hàng thì họ ra quyết định rất là nhanh, nhưng mà nếu như căn nhà đó dùng tiền ngân hàng thì bạn thấy là rất là khổ và phức tạp cho cái người chủ nhà. Bước 3 đó là tôi closing, là tôi chốt chủ nhà, đó là anh chị giảm cho em là 30 hay 50%. Tôi không nói là có giảm không, mà tôi nói là có giảm cho em 30-50%. Tức là tôi quyết định, tôi đã ấn trong đầu và tôi đã nói cho cái con số luôn là mong muốn giảm từ 30-50%. Và 7 ngày sau bạn biết điều gì xảy ra không ạ? Chủ nhà đã gọi cho tôi và nói rằng chị, anh chị đã quyết định giảm cho em 30%, 50 thì không thể, bởi vì là sao ạ? Quá nhiều, và đây là có thể cái nguồn thu, có thể nguồn thu duy nhất của họ, cho nên là họ đã quyết định là giảm 30% cho cái thương vụ này. Và 30% bạn biết không, nó cũng giảm 10 triệu, mười mấy triệu một tháng cái dòng tiền như cho bạn. Vậy thì nếu như bạn là người kinh doanh online, hoặc là chủ shop, hoặc là cái người mà chủ doanh nghiệp, thì 30% với số tiền mà thuê lên tới vài trăm triệu thì sao ạ? Rất là nhiều. Và 30% với số tiền vài chục triệu cũng rất nhiều rồi. Bởi vì trong thời điểm hiện nay doanh thu không có thì bạn phải tiết giảm ở mức tối thiểu nhất. Nếu như bạn vẫn còn hoạt động, bạn phải ở chi phí tối thiểu nhất. Còn nếu như bạn ngủ đông thì coi như phải cắt giảm hết toàn bộ. Và đây là một cái chiến lược 3 cái bước mà tôi chia sẻ cho bạn để đàm phán với chủ nhà với tỷ lệ thành công rất cao, lên tới 90% hơn. Và cái tỷ lệ giảm, họ giảm cho bạn có thể 30% trở lên. Và hãy dùng chiến lược này để áp dụng với doanh nghiệp của mình nhé, với trụ shop của mình nhé, và với cái mặt bằng của mình đang thuê nhé. Một lần nữa, tôi là Johnny Thông.